xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại kênh bên em. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu có một lô vang A97 em vừa về đây. Dòng vang sâu út chính hãng, vang A97 Acoustic, một trong dòng vang cơ cực kỳ hay luôn, còn chống ngũ rất tốt. Và đặc biệt con này là kết hợp cả dì vật luôn, nó sử dụng echo kép là nó có cả dì vật, tiếng xì rất là hay luôn. Tí sẽ test con nghe cái chất âm của vang này và số lượng em về cũng khá là nhiều để phụ các bác. Và nói luôn là giá bên này sẽ giá cực kỳ tốt luôn, giá em bao giá tốt nhất cho con luôn. Bảo hành con van này 1 năm cho bác, bảo hành có 1 năm luôn, được chưa? Dòng vang sâu út A97 Acoustic rất đẹp luôn. Đây phiên bản mới màn hình, con này có đầy đủ cổng quang Bluetooth nha, hỗ trợ đầy đủ cổng quang Bluetooth luôn. Được chưa? Và ai có thể chỉnh được. Đây hàng chính hãng của sâu út nha. Đối dòng vang này thực sự con ai có thể chỉnh được, nó hay một cái là ai có thể chỉnh được, từ già tới trẻ. Thế đây đằng sau đây. Đây, đầu tiên là cổng quang này. Đây, đây là cái chỗ để bắt Bluetooth này. Jack 6 đi cắm mic không dây này, hai đường vào aux này, đường nép đường ra để cắm xúc đẩy xuống đi nhá, nép vào ra cắm xúc đẩy xuống đi này, ra center này, đường ra xúc. Và tất cả cái dòng vang này em sẽ chỉnh sang các về, có chỉ việc chỉnh thôi, tặng đầy đủ dây jack phụ kiện các bác và kết nối âm ni cục đẩy được hết, rất là hay. Con này thì thực sự có tí test ngay chất âm, to nhỏ của nhạc này, to nhỏ của mic, to nhỏ của echo và ngại đây. Cái này ai chỉnh này, bát chung và check của nhạc này, bát chung check của mic, đây là phần echo và ngại. Đây, bật tắt chống hú, con này chống hú rất là tốt nhá, khả năng chống hú con này rất tốt luôn. Vang sâu út này rất hay luôn nhá. Được chưa? Rất là hay luôn. Sâu út A97 rất đẹp nhá. Thực sự con vang này phiên bản rất cao cấp luôn. Tiếng echo cực kỳ ngọt luôn vì nó kết hợp cả reverb, echo kép rất là hay. Em báo giá luôn con vang này, giá là 1.900.000 em bao ship, tặng đầy đủ dây jack phụ kiện các bác. Khi mua hàng em không phải đặt cọc, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc cái gì cả. 1.900.000 em bao ship qua nhá, tặng tất cả dây jack phụ kiện các bác. Bảo hành 1 năm luôn, 1.900.000 bao ship. Được chưa? 1.900.000 con vang này em bao ship, bảo hành 1 năm, tặng đầy đủ dây jack phụ kiện các bác, không thiếu một cái gì. Và tí sẽ test luôn cái chất âm cho các bác nghe. Vâng, karaoke bác nghe chất âm của vang này. 1.900.000 nhá, bao ship. Được chưa? 1.900.000 em bao ship. Đấy, còn đây chỉnh sẵn các bác này về với ai thì chỉnh rồi. Bác chung chắc của nhạc thì bác lấy cái tô vít, nó có tặng cái tô vít hai cạnh nhỏ ấy, có chỉnh được hết luôn. Rất đơn giản và quan trọng là nó rất là hay. Con này phiên bản màn hình bản mới nhất rồi. Đấy, echo gì vật cực kỳ ngọt. 1.900.000 để bao ship nhá. 1.900.000 một con vang A97 để bao ship và tặng dây đắc bác. Đấy, bác là chốt thì nhanh tay liên hệ cho em nhá. Rồi, giờ sẽ test các bạn nghe chất âm nhá. Đi, đâm, bác nghe cái tiếng mic nhá. Đi, 6, 7, 8, 9, 10. Đi xì để bỏ dị vật này. Quá là hay luôn. 1 2 5 6 7. Và bây giờ sẽ test đoạn karaoke, bác nghe chất âm nhá. 1 2 3 4 5. Đi.